Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông tin ca sĩ đường phố người Nga, ông Robinov Alexander, 41 tuổi, bị công an bắt giữ về hành vi phản đối Nga xâm chiếm Ukraine tại quảng trường Lâm Viên là hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời khuyến cáo ai lan truyền thông tin bịa đặt này sẽ bị xử lý theo quy định. Theo đó, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết cho rằng ông Robin Alexander bị công an thành phố Đà Lạt bắt giữ khi đang biểu diễn tại quảng trường Lâm Viên, Đồng thời, ông này có một biểu ngữ phản đối Nga xâm chiếm Ukraine. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội, trong đó có tài khoản Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân. Lập tức, có những bài viết với nội dung xuyên tạc, sai bản chất sự việc. Sự thật qua công tác quản lý người nước ngoài tại địa phương, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện thị thực và hộ chiếu của ông Probisnov Alexander đã hết hạn, nhưng ông này vẫn lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ngày 1 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với lực lượng chức năng mời ông Probisnov Alexander lên làm việc để yêu cầu ông chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu thị thực. Sau khi làm việc với cơ quan công an, ông Probisnov Alexander đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục gia hạn hộ chiếu thị thực theo quy định. Như vậy, hoàn toàn không có chuyện công an thành phố Đà Lạt bắt giữ ông Robisnov Alexander vì phản đối Nga xâm chiếm Ukraine như nhiều thông tin xuyên tạc lan truyền trên mạng xã hội.